thích nhận hơn là cho nhiều. Gì kỳ vậy, phải cho mới nhận được chứ. Thì em có thể cho bạn ấy nhận. Em tên là Lê Minh Tấn Trung, gọi tắt là Lê Trung. Em đến từ Phố Núi Gia Lai. Em đang làm quản lý cửa hàng thời trang ở Crestmont. Cửa hàng thời trang quận 7. Trung bao nhiêu tuổi? Dạ, em sinh năm 91 ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Trần Thị Kim Ngân, năm nay em 23 tuổi. Em quê ở Tiền Giang, em đang ở quận 8 và làm việc ở quận 1. Là em làm ngành thiết kế quảng cáo. Nghề nghiệp cũng hơi giống như có cái gì đó giống giống nhau. Hai bạn liên quan đến nghệ thuật cái đẹp đấy. Dạ. Mình giới thiệu một chút về mình đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em vẽ tay khá là ổn. Nấu ăn thì cũng biết được chút xíu thôi. Còn những điểm... nhược điểm của em thì đôi khi em cũng khá là vô tâm. Cũng có khi hơi hậu đậu một xíu. Cũng có xíu hơi xíu ích kỷ trong tình yêu một xíu. Ích kỷ trong tình yêu là cụ thể là như thế nào? Dạ, em thì đó giờ là em thích nhận hơn là cho nhiều. Gì kỳ vậy, phải cho mới nhận được chứ. Không, đó cái là cái tật xấu của em. Nên mà có thể sửa đổi được. Bạn Trung bên đây, bạn cười tủm tỉm. Sao bạn Trung? Bạn thấy giới thiệu sơ lược về nhược điểm của bạn nữ thì bạn cảm giác như thế nào? Em cảm thấy thì bạn đó là một người năng động. Nhưng mà ở cái vụ mà mình thích nhận hơn cho thì em cảm thấy sao? Thì em có thể cho bạn ấy nhận. Đúng rồi, đàn ông mình ra lăng vậy đó. Dạ. Em cho không thèm nhận đâu. Ai cho lại thì mới nhận, không nhận không cho thôi. Vậy bạn nam mình có ưu điểm khuyết điểm gì không? Dạ, ưu điểm của em đó là em làm cái gì cũng được hết á. Mà trừ tán gái. Không được đúng không? Dạ. Cái ưu này ưu điểm đó. Cái này cô bên kia khoái đó. Mà có tài lẻ gì không? Em chuyên về võ thuật. Võ thuật. Rồi xa thổi sáo. Thổi sáo. Vẽ tranh. Nhiều vậy. Vừa đánh võ vừa thổi sáo. Có không? Được không? Võ hơi đâu mà thổi sáo. Mình thổi bài gì cái đi. Dữ lắm. Sao ai thổi gieo giòn mới dính, hoàng hôn về im giấc lắng nghe. Sao ta thấy sao xuyến tâm hồn, phải chăng là khúc nhạc ai ân? Tiên sáo bần khuân ti ti đi đi. Bên kia có làm gì không vậy ta? Làm gì mình đáp lễ lại? Dạ, em có một cái chuẩn bị từ ở nhà. Là em có vẽ ra một con hình mẫu lý tưởng của em. Dạ, vậy đây. Em vẽ hơi lố một xíu thôi nhưng mà. Ủa mà cái ý mà đưa cái lên vậy là cái gì vậy? Dạ không, mang ba lô. Mang ba lô mà tại sao cái tay phải dơ lên vậy chi vậy? Dạ em vẽ đại thôi. À, chị tưởng nó em muốn kiểm tra thân thể hay là mùi hôi thân thể gì giống như trước giờ. Có vẽ hình mẫu hả? Có hình mẫu luôn. Quan coi hình mẫu nha, chờ chút xíu nha chàng trai. Coi coi sao. Chào em. Dạ, dạ. Anh về bên kia anh coi coi. Năm mới em trước cái đã ha. Dạ, cảm ơn. Hình mẫu anh này đó hả? Thua xa. Đó, tặng lại cho em coi hình mẫu kỷ niệm thôi. Bên đây hơn nhiều mà nổ nữa, nổ nữa, đầu năm nổ nữa. Nói là có thôi. Bây giờ hỏi em nè, muốn người đó tính cách thế nào? Dạ thì em cũng không quan trọng ngoại hình lắm. Nhưng mà chủ yếu là em nhìn cái em có ấn tượng. Ấn tượng đầu tiên của em khá là quan anh trọng. Anh nhìn có ấn tượng đừng nói với em. Tức là em thích là bạn trai của em thì phải che chở em. Tại vì tính em cũng hơi khùng một xíu. Đúng. Anh cũng phải có sức chịu đựng một xíu. Nó kiên nhẫn lắm, nó kiên nhẫn lắm. Dạ. Có thể chịu đựng được. Dạ. Dễ thương, hiền nữa. Dạ. Rồi, gì nữa? Thì em dễ bị hút bởi những anh chàng đeo mắt kính. Dạ, chạy ra đi mua cái mắt kính liền. Mình kiếm mắt kính rồi đó. Ba câu giờ trong đây đi mua đó. Còn sao nữa? Bây giờ em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích nam hút thuốc nhiều lắm. Có hút thì cũng ít ít thôi. Nhậu thì vì môi trường bây giờ thì làm việc thì nhậu nhẹt thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà đừng có lầy quá. Rồi bên đây không có, chắc chắn luôn, bảo đảm với em luôn. Dạ. Không thích gì nữa không? Không thích bụng phệ. Không có, bên đây trời, muối vỏ mà nhiều muối nữa. Không thích có râu. Chết chết, nhiều cái ngộ quá vậy ta. Phụ nữ tôi thích có râu chứ không. Vậy đi cạo râu kịp không? Câu giờ đi cạo râu. Dạ không, đi cạo râu cũng không sao. Không sao đúng rồi, không, dạ, có không kéo sao. Không mà cạo giờ nữa đó. Dạ. Còn gì nữa không? Em thích trai thông minh với có ý chí.
có chí là mà không có ý. Được rồi, đưa ra nhiều tiêu chí bên đây là đáp ứng hết, chỉ có cái kiến phải đi mua thôi. Nghe nè trai, nãy giờ nổ quá, để qua coi coi sao. Ơi trời, không, cái cô này cô thích kiến chứ chị đâu phải thích kiến đâu. Một chút xíu kéo màn ra em làm cái đó với cổ chị không. Rồi có kịp cạo râu chưa? Dạ sáng cạo rồi chị. Được, không có bụng phệ, ngon lành ha. Ô, dạ trai ơi, nổ cũng có cơ sở. Nổ đâu, em không thích điều gì ở người bạn gái? Dạ em thích là những người nào mà xăm hình hay là không đảm đang. Dù xăm mình á thì em cũng là một người đàn ông hiện đại mà cũng làm nghệ thuật mà, đôi khi xăm chơi chơi chút ngay mặt hay gì cũng được, được. Thì em không có gì hết, nhưng mà nhà em á, à ba mẹ đúng dạ, không? Đúng rồi. Ok, ngoài cái đó cũng có đặt ra tiêu chuẩn mẫu bạn gái thì sao nữa không? Dạ em đặt ra mẫu bạn gái là một là có núm đồng tiền như là chị Cát Tường. Rồi, nhìn dễ thương đúng không ạ? Cảm ơn em. Dạ. Gì nữa không cái em? Người có một đồng tiền dễ thương, cái người có hai đồng tiền nhìn thấy ghét lắm em. Dễ thương mà. Dạ còn nữa không thì có răng khểnh. Có, cái này có. Sáu cái khểnh đều luôn. Còn gì nữa không? Dạ da trắng hồng. Da trắng hồng. Được. Dạ cao 1m6 trở lên. 1m6. Cỡ được, đó được, thấp hơn được. 1-2 phân đâu không sao đâu. Ừ. Rồi còn gì nữa không? Hết chưa? Dạ cỡ đó. Cỡ đó thôi ha. Cỡ đó là cũng khó rồi đó. Khó đâu, bên kia cũng đáp ứng được. Anh coi rồi. Tánh tôi không có nổ. Nó phải nổ như nhà trai ai kia. Mai. Rồi bây giờ hai bạn có đi với người thân không? Dạ em đi với bạn với anh họ. Rồi chào em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả khán giả trong trường quay cũng như là người bạn mới của người bạn của em. Thì em là Kiều Trinh, em là bạn thân của Ngân. Rồi vậy thì em thấy Ngân có còn cái khuyết điểm gì mà nãy giờ chưa có chia sẻ không? Rồi bạn trai bên kia có phù hợp với Ngân hay không? Ngân có một cái khuyết điểm đó là rất là yếu đuối, nên là lúc mà lên đây là em cũng sẽ hỏi cái người bạn mới của em là anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho bạn của em hay không. Thì em mới chịu gả nha. Chứ em là... Chỗ dựa vững chắc không? Em chắc lắm. À, em nhìn thấy anh bên đây thì anh cũng có rất là nhiều điểm tương đồng với Ngân. Tính tình hai người em thấy là rất là hiền lành và nhẹ nhàng giống như nhau vậy đó. Anh cũng rất là năng động. Nếu như vậy thì anh sẽ rất là phù hợp với Ngân. Ngoài ra thì em thấy hai người có thể là chỗ dựa tinh thần cho nhau rất là tốt. Cảm ơn bạn. Thôi được rồi, hai trẻ gặp mặt đi. Gặp cái mình thể hiện. Chuẩn bị. Hồi sáu là réo rắt rồi ha. Kéo màn. Bắt đầu. Có mắt kia rồi. Mới đi mượn em. Giống trong trong hình không? Dạ cũng coi giống coi. Chút xíu. Không, em lại hơi lố xíu. À, trước hết thì bạn xin phép cho mình gửi cái kính luôn. Dạ. Thôi trả cho ba mới mượn đó. Trở về người thật mình đi em. Em thấy cái tiêu chuẩn của em có đối với anh có đáp ứng em chưa? Dạ, được. Với lại là anh chia sẻ với em một điều á, anh muốn là mình phải đạt được cái sự nghiệp gì đó, tức là làm sao mà có được nền tảng vững chắc á để lo cho vợ cho con, chứ lúc mà vừa lo vợ vừa lo cho sự nghiệp á thì không ổn định. Dạ. Nếu giả sử nha, mà sắp tới anh có nghỉ công việc hiện tại và anh làm một cái dự án riêng của anh, mà giả sử nha, dạ, nó có bị bể, bị thất bại hay là bị như thế nào đi chăng nữa, trong cái khoảng thời gian đó thì không biết là em có bên cạnh ủng hộ anh không? Bên anh không? Em bản thân em thì bây giờ em cũng muốn là phải tự bản thân mình cũng phải có sự nghiệp, chứ cũng không có dựa vào con trai nhiều quá. Và tất nhiên thì nếu mà anh có quyết định thay đổi công việc thì chắc em sẽ ủng hộ anh. Bây giờ các bạn cũng lớn rồi, các bạn cũng va chạm cuộc sống rất là nhiều rồi. Đây. Các bạn cũng đã làm nghệ thuật và hiểu tất cả những cái gì mà đang ảnh hưởng của mỗi con người. Tôi nghĩ rằng các bạn đủ để sáng suốt để quyết định xem cái nhấn nút các bạn có được hay không. Nhấn nút là người ta trao duyên cho nhau. Nhấn nút chúng ta đang đối diện với ông bà, cha mẹ, bà con, bạn bè và hàng triệu người đang theo dõi truyền hình. Rất quan trọng các bạn nhé. Rồi. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Em
em bấm không được. Lo quá hả, em bấm không được. Anh kỹ thuật ảnh để về cho nó hồi hộp đó. Nắm tay nhau đi hai bạn. Và phải ấn tượng với ngày hôm nay đầu tiên là chúng ta cũng nên hôn nhau một nụ hôn. Cái đó là nguyên tắc anh người Linh đặt ra. Nguyên tắc là bấm nút phải hôn các bạn. Hôn bằng gái kia đi. Nhé.